Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được cô Tịnh Quang giảng lược sử Phật giáo Trung Quốc và thầy Nguyên Tâm giảng lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Kính mời quý vị cùng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học lược sử Phật giáo Trung Quốc, cô Tịnh Quang giảng về Phật giáo trong thời nhà Tống, nhắc lại năm 959, Triệu Khuôn Dụng xoán ngôi nhà Hậu Chu, thành lập nhà Tống, thống nhất Trung Quốc. Trong suốt 323 năm, dưới sự hỗ trợ từ các đời vua Tống, Phật giáo hưng thịnh trở lại sau giai đoạn suy yếu kéo dài từ đời nhà Đường đến đời Ngũ Đại. Cụ thể, Tống Thái Tổ đã bảo hộ 800 đồng tử xuất gia, ban lệnh cho 157 vị tăng đến Tây Vực cầu Pháp và khắc lại bộ Đại Tạng Kinh. Kế đến, Tống Thái Tôn tiếp tục phục hưng Phật giáo bằng cách độ 17 vạn người xuất gia từ Nam ra Bắc. Vua cũng phát tâm thọ Bồ Tát giới, hộ trì công trình phiên dịch và xây dựng đạo tràng để mời chư tăng cầu cho quốc thái dân an. Vua Tống Chân Tôn cũng tin sâu Phật Pháp. Vua viết bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo tự ban cho Ngài Pháp Hiền và xác dựng cam lộ giới đàn ở 72 nơi tại Kinh Đô và các châu quận trên toàn quốc. Đến thời nhà Tống, hầu hết các tông phái vốn hình thành từ đời Tùy Đường đều suy yếu, hầu như chỉ còn lại Thiền Tông còn phát triển. Tuy nhiên, hai trong số năm dòng phái Thiền Tông sớm đã dứt tuyệt. Còn dòng Tào Động tuy không thịnh hành nhưng đã được truyền qua Nhật Bản, và dòng Vân Môn kéo dài được đến thời Nam Tống thì suy yếu. Duy chỉ có Lâm Tế Tông vẫn còn hưng thịnh, về sau được các môn đồ khai sáng thêm Hoàng Long Phái và Dương Kỳ Phái, hợp với năm tông phái Thiền ở Trung Quốc thành Ngũ Gia Thất Tông. Thời Tống còn có Nam Sơn Luật Tông của Ngài Đạo Tuyên còn thịnh hành và Thiên Thai Tông được phục hưng nhưng không mạnh mẽ. Ngoài ra, tịnh độ pháp môn trong thời nhà Tống đã trở thành phương pháp tu hành phổ biến và thiết yếu cho tất cả các tông, bao gồm cả Thiên Thai, Thiền và Luật. Việc phiên dịch kinh điển vốn bị gián đoạn suốt 200 năm lại được chú trọng trong thời nhà Tống. Lúc này, có nhiều vị tăng sĩ từ Ấn Độ và Tây Vực đến Trung Quốc chuyên hỗ trợ việc phiên dịch. Tổng số kinh điển phiên dịch trong thời Tống lên đến 600 quyển, bổ sung thêm cho các bộ kinh trọng yếu đã được dịch từ đời nhà Đường. Đồng thời, nhà Tống đã hình thành bộ kinh điển mục lục, ghi lại những bản kinh đã được phiên dịch và khắc trên bản in gỗ, sắp xếp theo thứ tự với thông tin về dịch giả, số lượng quyển và thời gian. Sự nghiệp quan trọng nhất của Phật giáo đời nhà Tống là việc khắc bản mộc ấn hành bộ Đại Tạng Kinh dưới sự hỗ trợ của Tống Thái Tổ. Đây cũng là bộ Đại Tạng Kinh đầu tiên của Phật giáo, bao gồm hơn 5.000 quyển, được liệt vào sự nghiệp vĩ đại của Ấn Loát Thế Giới. Sau đó, nhà Tống còn có 5 lần khắc ván ấn hành Đại Tạng Kinh. Vào thời nhà Tống, giáo đoàn Phật giáo phục hồi và phát triển mạnh, tổng số tự viện lên đến 40.000, tăng ni lên đến khoảng 400.000 vị. Tất cả đều được miễn các loại thuế và tạp dịch. Kinh tế tự viện dựa trên hoa lợi từ ruộng đất và sự ủng hộ của các vương công quý tộc. Về sau, có sự lạm phát độ điệp nên giáo đoàn tăng đến 1 triệu người, khiến nền kinh tế Phật giáo bành trướng nhưng ngân khố triều đình lại cạn kiệt. Lại có nhiều kẻ tham quyền vị đã lợi dụng việc xuất gia thành việc mua bán độ điệp, lợi dụng cửa thiền môn làm chốn dung thân, khiến giáo đoàn trở nên tồi tệ, dẫn đến việc vua Cao Tông ngưng cấp độ điệp để chỉnh đốn giáo đoàn. Ngoài ra, văn học Phật giáo đã sớm phổ biến trong dân chúng. Mặc dù Nho giáo và Lão giáo vẫn thường hiệp lực để đả kích Phật giáo, nhưng cả hai tôn giáo này cùng với Phật giáo cũng dần dần dung hòa tư tưởng, hướng đến tam giáo đồng nguyên. Trong giờ học Phật giáo Nhật Bản, thầy Nguyên Tâm giảng phần cuối về Lâm Tế Tông và Ngài Vinh Tây. Ngài Vinh Tây không chỉ là tổ khai sáng Lâm Tế Tông Nhật Bản ở thời đại Liêm Thương, mà còn được tôn làm một tổ sư trà đạo. Trong cuốn Thiết Trà Dưỡng Sinh Ký, Ngài giới thiệu trà như là một loại thuốc trị hôn trầm cho những hành giả hành thiền và là phương thuốc để nuôi sống sinh mạng con người. Về sau, các thế hệ thiền sư dần hoàn thiện các nghi thức trà lễ trong thiền môn, truyền trao qua nhiều thế hệ và hình thành nên trà đạo.
Đến khoảng cuối thế kỷ 16, việc uống trà đã trở thành văn hóa trà đạo mang bản sắc độc đáo của Nhật Bản. Ngày nay, hình thức trà hội của Nhật Bản vốn có nguồn gốc từ trà lễ của thiền môn ngày trước. Dù có công khai sáng lâm Tế Tông Nhật Bản, nhưng dòng truyền thừa của Ngài Vinh Tây đã sớm dứt tuyệt. Trong 14 tông phái thuộc Lâm Tế Tông còn tồn tại, đa phần là do chư vị thiền tăng từ Trung Quốc sang truyền bá. Phần lớn các phái thuộc hệ phổ của Bạch Ẩn Huệ Hạc là người hình thành nên hệ thống tu tập theo hình thức công án vào thế kỷ 18. Từ đó, thiền công án được các phái Lâm Tế Tông phát triển thành tông phong, hình thành nét riêng biệt của thiền Nhật Bản. Vì vậy, nơi tăng đường của các thiền viện Lâm Tế Tông đều có thiền thất để tham thiền. Đó cũng là nơi mà thầy trò có thể trực tiếp đối diện để giải công án và trình chỗ sở ngộ. Đây cũng là những điểm khác biệt với thiền Tào Động, vốn chủ trương ngồi là thành Phật và không ngồi đối mặt nhau như Lâm Tế Tông mà luôn xoay mặt vào tường. Lâm Tế Tông vốn lấy chánh pháp nhãn tạng của Thế Tôn làm tông chỉ, lấy vô môn làm pháp môn, cho nên không có kinh điển sở y. Tuy nhiên, vì để giáo hóa chúng sanh, các thiền viện Lâm Tế Nhật Bản hiện dùng một số kinh điển như Kim Cang Bát Nhã Kinh, Lăng Nghiêm Chú, Quan Âm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Tiêu Tai Chú, Đại Bi Chú, vân vân. Về mặt tổ chức tự viện, những ngôi chùa tổ thuộc hệ Thiền Tông phải bảo đảm 7 kiến trúc chính gọi là Thất Đường Già Lam, bao gồm Chánh Điện, Pháp Đường, Tam Môn, Tăng Đường, Khố Viện, Đông Ty và Nhà Tắm. Trong Thiền Tông, hành giả được gọi là Vân Thủy, sinh hoạt thiền môn tuân theo nề nếp, ai nấy đều có chức vụ riêng với sự phân bố công việc rõ ràng để phục vụ sinh hoạt nghiêm nhật thường nhật của đại chúng. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được cô Tịnh Quang giảng môn lịch sử Phật giáo Trung Quốc và thầy Nguyên Tam giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này, cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.